Khi nhắc đến Lương Thế Vinh thì người ta thường nhớ đến một nhà toán học đại tài với danh xưng là Trạng Lương, mà quên rằng ông cũng là một nhà lý luận về nghệ thuật tôn giáo và là một vị quan thanh liêm chính trực. Xuất hiện trong thời buổi mà khoa học nói chung và khoa học tự nhiên nói riêng ở Việt Nam còn bị xem nhẹ, Lương Thế Vinh được coi là một nhân tài hiếm có, và chính những ghi chép của ông đã giúp cho thế hệ sau có thể hiểu thêm và phân tích sâu hơn về những gì đã diễn ra trong lịch sử. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Trạng Lương Lương Thế Vinh, nhà khoa học hiếm hoi của lịch sử phong kiến Việt Nam. Dạng danh thần đồng Trấn Sơn Nam. Lương Thế Vinh sinh ngày 1 tháng 8 năm Tân Dậu, tức ngày 17 tháng 8 năm 1441, trong một gia đình nông dân tại làng Cao Hương, huyện Thiên Bản, Trấn Sơn Nam, nay là thôn Cao Phương, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ngay từ nhỏ, ông đã nổi tiếng học rộng, tài cao, tự biết mày mò, sáng tạo nhiều trò chơi, cũng như cách để có thể câu được nhiều cá, bắt được nhiều chim, được người xa gần gọi là thần đồng. Nhân dân xứ Sơn Nam còn lưu truyền hai câu chuyện về ông. Tương truyền, Quang Thục Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Giao lúc mang thai vua Lê Thánh Tông nằm mơ được lên thiên đình. Bà thấy Thượng Đế sai tiên đồng giáng xuống làm vua nước Nam. Tiên đồng xin cho thêm một bề tôi giỏi để phù giúp. Thượng Đế liền bổ một viên tỷ tướng, nhưng viên tỷ tướng đó từ chối. Thượng Đế nổi giận, ấn mạnh vào vai và bắt phải nhận lệnh. Sau khi Lê Thánh Tông lên ngôi, Thái Hậu có kể lại cho vua giấc mộng lạ. Đến khoa thi Quý Mùi 1463, Lương Thế Vinh đỗ trạng nguyên. Lúc vào yết kiến, vua thấy vai ông bị lệch, bèn đem chuyện đó nói với Thái Hậu. Thái Hậu cho gọi Lương Thế Vinh vào xem mặt, thì thấy đúng là người đã gặp trong mộng. Bà vui mừng nói với vua, đây chính là người bề tôi mà Thượng Đế cử xuống. Từ đó, Lê Thánh Tông rất mực tin dùng, coi trọng tài năng của Lương Thế Vinh. Câu chuyện thứ hai được ghi lại trong cuốn Kiến Văn Tiểu Lục của Lê Quý Đôn có phần ly kỳ hơn, cho rằng Lương Thế Vinh là sao văn khúc từ trên trời giáng xuống nước Nam. Song song với giai thoại về sự ra đời của ông, người dân Trấn Sơn Nam còn lưu truyền rất nhiều mẩu chuyện thú vị xoay quanh ông. Trong việc học tập hàng ngày, Lương Thế Vinh tỏ ra là người biết kết hợp rất khéo giữa chơi và học. Khi đã ngồi học thì tập trung tư tưởng rất cao, luôn muốn thực nghiệm những điều đã học vào đời sống. Trong khi vui chơi như câu cá, thả diều, bẫy chim, Lương Thế Vinh luôn kết hợp với việc học. Lúc thả diều, ông dùng dây diều để tính toán ước lượng chiều dài, chiều cao. Khi câu cá, ông tìm hiểu đời sống các sinh vật, ước tính đo lường sự vật rồi kiểm tra lại. Người đời còn truyền lại câu chuyện thi cử của ông. Dạo đó, Lương Thế Vinh và Quách Đình Bảo là hai người nổi tiếng thông minh, học giỏi của vùng Sơn Nam. Một hôm sắp đến kỳ thi, Lương Thế Vinh tìm sang làng Phúc Khê bên Sơn Nam Hạ để thăm Quách Đình Bảo, toan bàn chuyện cùng lên kinh ứng thí. Đến làng, ông ghé một quán nước nghỉ chân. Tại đây ông nghe nói Quách Đình Bảo đang ngày đêm rùi mài kinh sử, quên ăn quên ngủ, chắc chắn kỳ này phải đứng đầu bảng vàng. Lương Thế Vinh cười nói, kỳ thi đến nơi mà còn chúi đầu vào quyển sách, cố tụng niệm thêm vài chữ, vậy cũng gọi là biết học ư? Ta có đến thăm cũng chẳng có gì để bàn bạc, thế là ông bỏ về. Quách Đình Bảo nghe chuyện, gật gù, chuẩn bị khăn gói, tìm đến Cao Hương thăm Lương Thế Vinh, nhưng người nhà bảo ông đang chơi ngoài bãi. Quách Đình Bảo ra bãi tìm, quả thấy Vinh đang thả diều, chạy chơi cùng bạn bè, rất ung dung thư thái. Bảo tự nói với mình, người này khôi ngô tuấn tú, phong thái ung dung, ta có học mấy cũng không thể theo kịp. Quả nhiên sau đó, khoa Quý Mùi, năm Quang Thuận thứ tư, đời vua Lê Thánh Tông 1463, Lương Thế Vinh đỗ trạng nguyên, đỗ đầu, Quách Đình Bảo đỗ thám hoa, tức đỗ thứ ba. Năm ấy Lương Thế Vinh mới 22 tuổi. Vị quan thanh liêm và cứng rắn. Trong quá trình làm quan, Lương Thế Vinh đã nhận định về tình hình quan chức thời bấy giờ. Thời nay cho rằng cả trăm quan đều không làm hết chức trách là không đúng, nhưng nói rằng cả trăm quan đều làm hết chức trách cũng không đúng. Ông còn nhấn mạnh, việc yên hay loạn là do các quan. Cũng từ đó, Lương Thế Vinh đề xuất với nhà vua, cần phải khảo tích xem rõ đúng sai, nắm chắc các quan. Đã nắm chắc các quan thì chính sự không thể sai lầm, tệ xấu bỏ được, tất dân được nhờ. Năm Đinh Hợi 1467, thời vua Lê Thánh Tông mới bước vào quan trường.
quan Hàn Lâm Lương Thế Vinh đã 3 lần dâng sớ tố cáo bọn ăn hối lộ, bọn cậy quyền cậy thế. Tháng Giêng năm Đinh Hợi 1467, Lương Thế Vinh thấy giám sát ngự sử Quản Công Thiêm nhận tiền hối lộ của Hàn Tông Nghiệp để dung túng tội ác của hắn. Ông đã tâu lên nhà vua. Lê Thánh Tông hạ lệnh bắt giam Quản Công Thiêm. Vào tháng 3, Lương Thế Vinh lại phát hiện chỉ huy sứ vệ Vũ Lâm là Lê Tông Vĩnh khai man tung tích để được thăng thưởng. Nhà vua đã cách chức Lê Tông Vĩnh. Cũng trong tháng này, Lương Thế Vinh lại dâng sớ tố Chấn Điện tướng quân Bùi Huấn về tội rối loạn nhân luân, coi thường lễ giáo, ruồng bỏ vợ, làm vợ ốm chết để lấy người khác trẻ đẹp hơn, khiến nhà vua phải đưa ra pháp tu xét xử trị tội, làm gương cho kẻ khác. Thậm chí, ngay cả khi đã từ quan về ở ẩn, ông vẫn khiến cho nhiều tên quan lại hách dịch phải kinh sợ. Theo lời truyền tụng, một hôm ông đang đàm đạo cùng một số bô lão trong một quán nước đầu làng Cao Hương thì được tin quan huyện Thiên Bản sắp đi qua. Quan huyện vốn có tiếng hống hách hay sách nhiễu, quát nạt dân, Lương Thế Vinh nảy ra một ý, bèn bảo các cụ đi, một mình ông ngồi lại. Đến quán nước, quan huyện ra lệnh cho lính bắt phu thay để khiêng cáng. Bọn lính xông vào quán tìm người thì chỉ thấy một mình Lương Thế Vinh, liền bắt ông phải ra khiêng cáng. Ông bình thản ra khiêng cáng không nói năng gì. Khiêng được một dặm đường, khi ra khỏi làng, gặp một người đi chợ về, ông vội gọi to. Này bác về qua Vân Cát nhờ báo hộ với quan Thám Hoa sang thay tôi khiêng cáng cho quan huyện. Vị Thám Hoa làng Vân Cát chính là Trần Bích Hoàng, học trò Lương Thế Vinh, đậu khoa Mậu Tuất đời Hồng Đức 1478. Quan huyện đang mơ màng trên võng, nghe ông nói thế, biết rằng ông chính là quan trạng Lương Thế Vinh, vội nhảy từ trên cáng xuống đất, đập đầu van xin tha tội. Lương Thế Vinh nghiêm khắc răn dạy, từ nay về sau không được hành xách người dân như thế nữa. Quan huyện lạy tạ, mời quan trạng ngồi lên cáng để tự mình cáng ông về nhà. Lương Thế Vinh xua tay từ chối. Về vấn đề khoa cử, năm Bính Ngọ, Hồng Đức thứ 12, 1486, Lương Thế Vinh đã dâng sớ tâu vua chấn chỉnh lại việc tổ chức khoa cử. Lúc đó, các quan viên thư lại, tuy chưa đỗ kỳ thi hương đã được vào thi hội, dẫn đến tình trạng có người không học đến nơi đến chốn vẫn tìm cách đỗ đạt. Vua Lê Thánh Tông đã ra sắc chỉ, quan viên ai muốn theo đuổi khoa cử nhất thiết phải qua phủ huyện sát hạch như lệ thường dân, thi hương đậu mới cho vào thi hội. Từ đó việc thi cử mới trở lại nghiêm chỉnh, chọn được nhiều người hiền tài cho đất nước. Nhà toán học hiếm hoi của Việt Nam. Dù làm một quan văn trong triều đình, nhưng niềm đam mê toán học trong Lương Thế Vinh chưa bao giờ bị dập tắt. Trong thời gian làm quan, thỉnh thoảng ông vẫn sử dụng kiến thức đã có để giúp đỡ nhân dân xây dựng các công trình cầu đường. Dân gian còn lưu truyền lại cuộc đấu trí của Lương Thế Vinh với sứ thần nhà Minh thông qua câu chuyện Cân Voi Đo Giấy. Tương truyền, có lần đoàn sứ bộ nhà Minh do Chu Hy dẫn đầu sang nước ta, vua Lê Thánh Tông cử Trạng Nguyên Lương Thế Vinh đón tiếp. Trưởng đoàn sứ Minh vốn nghe tiếng Trạng Nguyên Việt chẳng những nổi tiếng về văn chương mà còn có trí thức uyên bác về khoa học, nên nhân lúc đó có con voi đang kéo gỗ dưới sông lên, sứ bèn thách quan Trạng có thể cân xem con voi kia nặng bao nhiêu được không. Lương Thế Vinh lấy chiếc cân đi ra phía sông để cân voi. Sứ phì cười, xem ra chiếc cân quan Trạng chỉ đủ cân được cái đuôi voi thôi. Lương Thế Vinh trả lời, thì chia nhỏ voi ra nhiều phần để cân. Ông cho con voi lên thuyền, sức nặng của voi sẽ làm thuyền chìm xuống một mực nước nhất định. Ông đánh dấu mực nước này, sau đó thay con voi bằng các khối đá nhỏ, sao cho số đá làm thuyền chìm đúng vạch đánh dấu. Khi đó, khối lượng voi và khối đá này là như nhau, chỉ cần cân từng khối đá rồi cộng lại sẽ là khối lượng của con voi. Sứ thần nhà Minh vẫn tỏ ra chưa phục nên muốn làm khó Lương Thế Vinh. Sứ thần xé ra một tờ giấy và thách ông tính độ dày. Một lần nữa, vị Trạng Nguyên lại làm sứ thần cúi đầu bẽ mặt vì giải đố một cách rất nhanh chóng và đơn giản. Ông mượn cả cuốn sách của sứ giả nhà Minh, đo bề dày cuốn sách, rồi tính số trang của cuốn sách để lấy chiều dày này chia cho số trang. Con số tính được chính là độ dày một trang giấy. Về sau, ông đã tập hợp tất cả các kiến thức toán học này lại vào trong một tập sách bao gồm nhiều đề toán có lời giải, diễn giải bằng thơ nôm, được đề với cái tên Đại Thành Toán Pháp. Hiện nay, còn bản in Đại Thành Toán Pháp thời vua Lê Dụ Tông, niên hiệu Vĩnh Thịnh 1705-1719.
Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Hán Nôm còn có hai bản. Bản mới nhất được chép năm Giáp Thân, thời kỳ vua Bảo Đại 1944. Sau một thời gian nghiên cứu, nhà toán học Alexei Volkov đã sử dụng ngôn ngữ toán học hiện đại để diễn giải các phép toán trong đại thành toán Pháp. Theo đó, ngoài bảng cửu trương và phương pháp đếm số, đại thành toán Pháp có bao gồm các bài toán, thuật giải và kết quả số. Nội dung các bài toán bao gồm tìm ẩn XYZ, tính diện tích, thể tích với số pi ước lượng là 3,1, tam giác đồng dạng, chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Sách cũng có riêng một phần về việc tính thuế đất. Phần cuối sách nói về vấn đề bói toán, tính độ cao của cây khi biết độ dài của bóng nắng. Sách cũng có một số bài toán trích trong Tôn Tử Toán Kinh. Mặc dù đã có một tiền đề lớn như vậy, nhưng vì nhiều lý do lịch sử xã hội, nền toán học Trung Cận Đại Việt Nam gần như đã dừng lại với hai tập Đại Thành Toán Pháp của Lương Thế Vinh và Lập Thành Toán Pháp của Vũ Hữu. Ngoài việc nổi danh là một nhà toán học, Lương Thế Vinh còn nổi tiếng là một nhà nghiên cứu tôn giáo, nghệ thuật với nhiều tác phẩm có giá trị như Hí Phường Phải Lục, nghiên cứu về trèo, Thiền Môn Khoa Giáo, nghiên cứu Phật Pháp, được vua Lê Thánh Tông giao trọng trách cùng thân nhân Trung và Đỗ Nhuận chế định ra các lễ nhạc của triều đình. Tình bạn với vua Lê Thánh Tông. Từ ngày vào làm quan, biết được nghệ tài cũng như tính khí của Lương Thế Vinh, vua Lê Thánh Tông tranh thủ mọi cơ hội để trêu đùa, đánh đố vị thần tử này. Nhưng Lương Thế Vinh cũng chẳng phải tay vừa, không chỉ ứng đáp trôi chảy, ông còn thể hiện được cả sự thông minh, hài hước của mình qua mỗi câu nói. Cứ thế, một tình bạn đẹp đã vượt qua lễ quân thần. Một lần, vua Lê Thánh Tông đi kinh lý vùng Nam Sơn Hạ, ghé thăm làng Cao Hương, huyện Vụ Bản, quê hương của Lương Thế Vinh. Khi vua đến thăm chùa làng, sư cụ tụng kinh đánh rơi chiếc quạt xuống đất, lấy tay ra hiệu cho chú tiểu cúi xuống nhặt, nhưng một vị quan tùy tòng của Lê Thánh Tông đã nhanh tay làm hộ. Vua Lê Thánh Tông thấy vậy, liền nghĩ ra một vế đối như sau. Đường thượng tung kinh, sư xử sứ, nghĩa là trên bục đọc kinh, nhà sư sai khiến được sứ, tức là quan. Câu này oái oăm ở ba chữ sư xử sứ, khiến các quan đều chịu, không nghĩ ra được gì. Lương Thế Vinh cứ để họ suy nghĩ chán chê, còn mình thì ung dung uống rượu, không nói năng chi cả. Vua Lê Thánh Tông quay sang chỉ đích danh ông với hy vọng đưa ông đến thế bí. Thế nào, quan Trạng đối được câu này chăng? Trạng cười trừ, đối thì đối được, nhưng giờ chưa phải lúc. Hồi sau, Lương Thế Vinh lấy cớ say, sai lính gọi vợ tới, xin phép vua, rồi vịn vào vợ mà về. Vua thấy thế liền dục, thế nào, đối được hay không thì nói đã rồi hẵng về chứ. Lương Thế Vinh chỉ vào vợ mình, dõng dạc đọc, đình điền túy tử, phụ phù phu, nghĩa là trước sân say rượu, vợ dìu chồng. Về đối rất chỉnh, cả câu chữ lẫn ngữ cảnh khiến cho vua bật cười, ban thưởng rất hậu. Một lần khác, vua Lê Thánh Tông biết Lương Thế Vinh thuở bé nghịch ngợm, hay tắm sông hồ, giỏi bơi lội, nên một hôm chơi thuyền, liền giả vờ say rượu rồi đẩy ông rơi xuống sông, sau đó tiếp tục cho thuyền trèo đi chỗ khác. Lương Thế Vinh rơi xuống, liền lặn một hơi thật xa, rồi đến một chỗ vắng bơi lên bờ, sau đó núp vào bụi rậm để không ai nhìn thấy. Vua chờ mãi không thấy Trạng, vội cho quân lính nhảy xuống tìm vớt, nhưng cũng mãi chẳng thấy đâu. Hồi lâu, Lương Thế Vinh mới xuất hiện. Thấy vua vừa mừng vừa trách, ông tâu, thần ở dưới nước gặp cụ Khuất Nguyên. Cụ hỏi thần xuống làm gì? Thần thưa dối là chán đời muốn chết. Nghe qua, cụ mắng thần, ta gặp Sở Hoài Vương và Khoảnh Tương Vương hôn quân vô đạo, mới bỏ nước bỏ dân trầm mình ở sông Mịch La. Người gặp được bậc thánh quân Minh Đế, sao còn định vớ vẩn? Lê Thánh Tông nghe xong, liền cười lớn rồi thưởng cho vàng lụa. Ngoài ra trong một lần trò chuyện, khi vua kể mình có nhiều con trai, Lương Thế Vinh đã không ngần ngại tâu, lắm con trai là lắm giặc. Vua lấy làm lạ hỏi tiếp, Trạng tâu không úp mở. Ngôi báu chỉ có một, bệ hạ có nhiều con trai càng có nhiều sự tranh giành ngôi báu, như vậy phải lo lắm chứ. Đúng như lời tiên đoán của ông, sau đó con cháu nhà Lê tranh giành ngôi thứ, chém giết lẫn nhau, triều đình đổ nát, trăm họ lầm than. Chỉ 30 năm sau khi Thánh Tông mất, Mạc Đăng Dung đã nhân cơ hội cướp ngôi nhà Lê. Những chuyện tình giang dở. Khi chưa đỗ Trạng, Lương Thế Vinh ngoài học còn rất thích trèo.
Hễ làng nào nổi lên tiếng trống chèo là ông tìm đến xem. Không những vậy, ông còn thông thạo cách chơi các loại nhạc cụ phục vụ môn nghệ thuật này. Có lần, một phường chèo về trình diễn ở làng Si gần quê Lương Thế Vinh. Đoàn chèo này nổi tiếng có cô đào xinh đẹp. Sắp đến giờ biểu diễn thì đột nhiên người kéo nhị trong gánh bị ốm, không có người thay thế. Lương Thế Vinh mạnh bạo xin kéo nhị thay và giúp đoàn chèo hoàn thành đêm diễn. Theo tài liệu Trạng Lường Lương Thế Vinh của nhà nghiên cứu Bùi Văn Tam, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc, sau khi diễn xong, cô đào đó đã tìm gặp Lương Thế Vinh vì đem lòng yêu mến. Tuy nhiên, chuyện của họ không đi đến đâu vì lúc này ông sắp sửa lên kinh ứng thí, còn cô đào lại sống cảnh rày đây mai đó cùng gánh chèo. Khi Lương Thế Vinh lên kinh thành dự kỳ thi hội, ông đã lọt vào mắt xanh của nàng Thi Liệu, con gái một gia đình danh giá ở phố Hàng Đào. Lương Thế Vinh có bàn bạc với cô sẽ về thưa chuyện với cha mẹ ở quê để định việc trăm năm của hai người. Tuy vậy, Thi Liệu tỏ ra băn khoăn và đưa ông một bài thơ tứ tuyệt, ngụ ý. Hãy thi cử đỗ đạt thì mới có thể tính chuyện hôn nhân. Lương Thế Vinh chán nản, thậm chí bực mình, viết thư chia tay. Sau khi đi thi và đỗ trạng nguyên, Lương Thế Vinh đã nhờ người tìm cô đào ngày xưa. Thế nhưng vì tìm cô khắp nơi nhưng không thấy, cộng thêm việc phải trả nghĩa, ông đã chấp nhận kết tóc xe tơ với con gái của thầy giáo mình ngay trong ngày vinh quy bái tổ. Đúng lúc này, người ta đã tìm được đoàn chèo của cô đào và mời đoàn về chung vui. Sau khi biểu diễn xong, cô đào tủi phận quên sinh và để lại một bài thơ tuyệt mệnh. Lương Thế Vinh đã cho lập một miếu thờ ở đầu làng để hương khói cho cô. Theo nhà nghiên cứu Bùi Văn Tam, trước kia ngôi miếu vẫn còn ở giáp nhất làng Cao Hương thuộc huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định ngày nay. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng việc ông viết cuốn Hí Phường Phả Lục cũng một phần là để tưởng nhớ tới cô. Khi mới ngoài 50 tuổi, do sức khỏe yếu cộng với việc chán cảnh quan trường, Lương Thế Vinh đã quyết định treo ấn từ quan và về quê sống cảnh thanh đạm. Sau nhiều nghiên cứu, thì các nhà sử học đã xác định là ông mất vào ngày 26 tháng 8 năm Bính Thìn, tức ngày 2 tháng 10 năm 1496. Lê Thánh Tông đã rất thương xót và thay mặt hội tao đàn viết tặng ông bài điếu, ngụ ý là ông mất rồi thì ai sẽ là người làm trạng nguyên của nước ta. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.